Ngành dầu khí Việt Nam trải qua hơn 60 năm phát triển. Đến nay, dù lĩnh vực hoạt động rất rộng và quy mô lớn, song điều đáng ghi nhận là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên chưa để xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và con người. Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Petro Việt Nam và các đối tác trong và ngoài nước tập trung chủ yếu trên biển, không đơn thuần như các ngành khác. Bảo đảm an toàn môi trường trong hoạt động dầu khí mang tính đặc thù và có nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết như ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển, quản lý chất thải đối với các hoạt động dầu khí trên biển, xử lý khí thải, nước thải trong công nghiệp lọc, hóa dầu, phân bón, hóa phẩm dầu khí, công nghiệp sản xuất điện, v.v. Trong quá trình phát triển, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường của Petro Việt Nam đã, đang và sẽ luôn được xây dựng theo hướng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Cùng với định hướng phát triển đó, Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên tiếp tục cam kết các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ, tuân thủ nghiêm mọi quy định của pháp luật và đạt các chuẩn mực về an toàn sức khỏe môi trường. Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên chủ động kiểm soát và hạn chế tối đa các rủi ro liên quan tới môi trường và con người, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.